Sao có mua cái keo tản nhiệt mà thảo lắm vậy? Nó ở dưới này nó bắt buộc phải tháo đi. Tản nhiệt nó ở trong chip, chip là cái nó ở trong cùng nhất thì tháo hết. Vậy nó mới tốn tiền hay không, nếu ngay ngoài ai sẽ làm được. Đây là cái phần này anh, chính là nó, cái này gọi là, đây là cái lớp keo tản nhiệt này. Trong cái đấy con chít này đúng không, chít máy tính bé tí như tí. Có bán sim không cháu? Có chứ. Có sim 3 ký không? Sim 9.000 tháng. 9.000 một tháng có, để nghe gọi ấy gì ạ? À? Hay là sao? Mạng á, mạng nó được, nó không được nhiều chứ ạ, 5 GB thôi. Ừ, 5 GB một tháng ấy. Đấy. Có chứ ạ. Cũng thoải mái chứ, mình cứ xem suốt ngày thôi, thì tối tối. Rồi, 5 GB nó hơi ít, xem phim nó sạch nó hơi ít. Chả ít đâu, cứ xem để thoải mái. Sim đấy thì rẻ. Còn có một dòng sim nữa, sim V90 thì nó đắt. V90 cũng 9.000 nhưng mà được 60 GB một tháng. Hay dạ. Cũng nghe gọi miễn phí nhưng mà được 60 GB một tháng, nhưng mà sim đấy thì nó đắt, với lại gần như nó hủy hết. À, nó không ra cái sim đấy nữa. Không, sim đấy đắt, bây giờ không có sim đấy nữa. Nó không ra nữa. Được cái sim thường thôi. Đúng rồi. Cái của chú là 4 GB một tháng. Loại này là sim F90. Ừ. F90 mua là 7.000 một cái. Còn mỗi tháng là phải 9.000. Để nghe gọi miễn phí, nhắn tin miễn phí, lên mạng được 5 GB. Còn nó có một cái sim của Vinaphone đấy thì nó mấy hơn. Ngày nhưng mà bắt lấy có khỏe. Khỏe, mạng nó chạy tiếp mù đang dùng ở đây. Cái sim này, cái sim nào cũng được anh? Hay là nó có cái mã của nó? Mình cái dòng sim F90 này được F90 thôi. 570 à, cái này Mobi. Đây có cái này Viettel đúng không? Cái này chắc là F90 là cái sim nào cũng đăng ký cũng được. Mới ra à? Chú lấy xuống đẹp hơn tí không? Cái này 100.000. 188 588 2588 588 đẹp như nhỉ? Ai mà sinh 588 đẹp? 03, 03, 98 03, 998 03, 92, 588 đẹp như nhỉ? Đuôi 692 nên được cái đuôi 598. Không góp số 4. Không góp số 4, số 7. Cái này là 100.000 là 39.000. Cái cháu ấy cắt nắp luôn rồi đấy. À đây cắt sẵn rồi đúng không? Em thấy mấy con kiến nó hay nó bò vào đoạn này nữa. Thế là bị sằng. Chú ăn cái gì nó còn ngọt, nó thấm vào đấy bò. Đây, như vậy người ta làm cánh đổ nước ngọt như các thứ vào.
cái dung lượng của em này sinh ra hoặc bao nhiêu rác ngày, xóa bao nhiêu lần mà vẫn kêu thiếu tổn dung lượng. Bộ cứng này, con là con bộ cứng này, nó trong gì máy tính mà hết bộ cứng là mình phải rút ra đúng không anh? Máy tính có nâng cấp được bộ cứng không? Bây giờ con i3 của em đúng không, con chip đúng không, em muốn nâng cấp lên con i5 mất mất đâu không được. Máy em có hỗ trợ cái con RAM đúng không? Hỗ trợ thêm RAM được chứ, nâng cấp cũng không được. RAM của em là 4GB, em thêm con RAM 3GB là được nó không ạ? Là 7GB ấy. Có được không? Em 4GB nữa thôi, không có RAM 3GB. À. 61 là 6 hay là 4? Em thêm có 6 là được 10GB tất cả anh ạ? Không, có chỉ có 4 thôi. Nếu ví dụ nha, em con 4 đúng không? Em đang con sử dụng chip 4 đúng không? Nó hỗ trợ con thêm thêm có chip nữa. Nó dùng sử dụng em muốn thay thêm con chip 6. Để em thêm RAM cái gì? Nó thể thêm RAM, thêm RAM đấy. RAM cái dòng này nó hỗ trợ chỉ có RAM 4 thôi, không có RAM 6GB. À, RAM 1 chỉ có loại là 2 chẳng hạn, là 2 này. 2 này, 4 này, 8 này, chứ không có 3 với 6. Sao mà anh tập trên mạng có dòng có dòng 6GB? 6GB, 6GB là người ta thêm một thanh 2 và một thanh 4. À, 6GB. Thế là em thêm thêm thanh 4 và em được 8GB. Đúng rồi. À, nó chỉ có 2, 4, 8, 16 chứ không có ấy. Nó cấp số nhân lên chứ nó không rõ. Ví dụ em mình nếu mà em thay đúng không, em thay thay con tán RAM 4GB vào, xong rồi em muốn không sử muốn sử dụng nó nữa lại thay thêm 12GB vào được không? Không được nữa. Nó lắp chung chung nhau, 1 là 2 thêm 4, 2 là 2 thêm 2. Thì nó chung bớt, nó hỗ trợ đúng không? Không dùng kiểu là một cái 4 một cái 8 được, thành 12. Không dùng kiểu đấy. 2 với 4 thì nó là dòng thấp thì còn dùng được, hai cái như cùng bớt thì dùng được, còn 4 với 8 thì dùng sẽ là khác bớt nhau, không dùng chung. Thế là hai người con 4GB đắt không ạ? Đến triệu không. Mấy trăm để em bị bạn. Mấy trăm mà, mấy trăm. Em đang muốn định tính lắp một con làm đồ họa ấy, đang thiết kế đồ họa. Nhưng mà con RAM yếu quá, chạy một con kiểu là chạy một cái chương trình đồ họa nó cao thì nó hay giật, nó không tải được, đánh với mình không đánh được. Có một số cái ổ SSD, ổ này của em ổ HDD nên là nó sẽ chậm. Một số cái bây giờ nó có ổ SSD rồi nhanh hơn. Của em là HDD. Đời đấy, con này cũng được rồi. Cái đời mà 24 là HDD là đang hot. Bây giờ mình ra được SSD SSD. Bây giờ em muốn làm một con nhé, một con này mượt, chạy đồ họa các thứ mượt thì anh bảo là nâng cấp lên mất bao nhiêu? Không được. Không được. Của em đồ họa rời mà. Đồ họa rời mấy ghi anh? 2 đúng không? Em chưa đủ. Em thấy đồ họa rời 2GB. Chắc rồi em nâng cấp rời lên không chạy nổi.
chạy tạm thôi chứ không bật chip thấp. Với lại nó là cái máy laptop không bao giờ nó chạy mượt. Có mỗi cây không mà. Cây nó khỏe hơn thì dùng. Nhưng cây bây giờ em lắp cây nếu mà để một ok thì phải rơi khoảng tầm 30-40 triệu gọi là tạm được. Có tiền nữa thì lắp những cái hết khoảng tầm 80-100 triệu. Cái đồ họa rời nó cấp không ạ? Con này đồ họa rời nó cấp không? Không được, chip của em không thể nó cấp được. Chỉ 2GB của mắc thôi. Em tưởng đồ họa rời em đang muốn nâng con đồ họa rời 4GB. 4GB cái này của em chip. Tất cả này em chỉ nâng cấp được mỗi RAM, còn chả nâng cấp được cái gì. Hay ổ SSD nữa là hết. Còn máy này nữa là... Ổ SSD bây giờ bao nhiêu rồi anh rồi? Người ta anh tính của em xem là hôm nào em... có tiền em ra tháng sau là được tiền thay luôn. Cái này chưa? Cái này SD 120GB thì nó rơi khoảng tầm hơn 700. Ra 4GB nó